Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái ngày 15 tháng 4, và trong cái trò chơi này của chúng ta thì thực sự là trong lần đầu tiên chơi này cũng rất hy vọng có một bạn có thể trúng thưởng, nhưng mà thực sự là không may mắn khi mà chúng ta nhìn xuống phía dưới đấy, sẽ có bao nhiêu người đã comment thế giới động 23 39 53 21 53 67 33 41 51 99 17 14 29 13 hết. Như vậy trong ngày 15 tháng 4 năm 2017 thì kết quả xổ số chúng ta là con số 45. Đấy. Con số 45 đấy. Rất là chia buồn với tất cả mọi người là không ai giành được chiến thắng, không ai giành được phần quà này. Nhưng hàng tuần tôi đều có những cái trò chơi nhỏ như này, thì hy vọng tuần sau chúng ta sẽ có người giành chiến thắng. Phần thưởng của mỗi một tuần sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tùy từng tuần. Nhưng sẽ cố gắng sẽ phần thưởng ngày càng lớn lên. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn.